cô bé ta mới vừa quen nhau đây, cứ bên nhau dòng chơi và đùa vui cùng gió. Dẫu ngay trong tim anh rộn ràng mỗi khi thấy người, nhưng anh vẫn muốn em hãy chậm chậm thôi. Đừng làm anh thêm bối rối, môi hồng xinh thế kia, hãy cho anh vô tư đừng làm anh lạc lối. Những yêu thương vội vàng thường là sẽ nhanh chóng tàn, vì thế cô bé hãy im lặng nghe. Đừng nói yêu anh trong một giây phút khi ta mới vừa quen biết, sẽ chắc tìm em đâu dù cho thế nào, và lúc đó anh chắc sẽ giấu mình chạy trốn em đấy mà. Thì hỡi cô bé đừng gắng kiếm tìm, đừng nói yêu anh vội vàng như thế. Anh sao không nghe em hãy hứa chỉ một lời rằng ta sẽ thế thôi, thời gian sẽ chính là câu trả lời. Oh yeah. Sáng nay ông trời u sâu đẹp lạ, một mình lang thang trên con phố xa, la 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 nhịp nhàng đôi chân hát ca. Lắm lúc một mình vẫn thấy vui mà, bỗng dưng xét đầu quánh xuống cái đùng đầu ốc lùng mình không nguyên cung. Mỗi cái hồng cái xinh chắc là người trong mộng, thế sao ánh mắt gặp nhau trái tim bỗng nở cầu vòng nè. Này bé xinh ơi cho anh theo với mình, cùng bên nhau là cả khắp nơi, vu vơ trao nhau nụ cười tươi mới, chỉ cần đơn giản thế thôi. Cứ hát cứ ca cứ tung tăng, cứ mộng cứ mơ với nắng vàng, chỉ mong em đừng vội nói yêu, vì anh biết chắc thời gian sẽ chứng lại câu trả lời. Chỉ cô bé ta mới vừa quen nhau đây, cứ bên nhau dòng chơi và đùa vui cùng gió. Rằng mỗi khi thấy người, nhưng anh vẫn muốn em hãy chậm chậm thôi. Đừng làm anh thêm bối rối, môi hồng xinh thế kia, hãy cho anh vô tư đừng làm anh lạc lối. Những yêu thương vội vàng thường là sẽ nhanh chóng tàn, vì thế cô bé hãy im lặng nghe. Đừng nói yêu anh trong một giây phút khi ta mới vừa quen biết, sẽ chắc tìm em đâu dù cho thế nào, và lúc đó anh chắc sẽ giấu mình chạy trốn em đấy mà. Thì hỡi cô bé đừng gắng kiếm tìm, đừng nói yêu anh vội vàng như thế. Anh sẽ vừa không nghe em hãy hứa chỉ một lời rằng ta sẽ thế thôi, thời gian sẽ chính là câu trả lời. Nỗi buồn lớn nhất đã bỏ em.
anh ạ. Chào em. Em là cô gái đang buồn đấy ạ. Anh là chàng trai áo xanh đúng không ạ? Ồ đúng rồi, anh là chàng trai áo xanh. Em là em là cô gái đang buồn hay là em đang buồn thật? Buồn gì đó anh, tên gì cũng buồn anh ạ. Em sẽ tự giới thiệu, tên thật của em là Nhớ Thị Nhung. Hiện em đang làm cho công ty Che Trần Trụi. Ồ, thú vị. Là cái gì của em? Cả cái gì của em ạ? 07 sốt út bồn. Em nói là em có làm thêm cho cái bên công ty có cái Nhung ạ. Đây mới là à, cảm ơn các bạn. Nhớ Thị Nhung, công ty Che Trần Trụi. Chính xác rồi ạ. Vâng, thật ra là công ty của em là chuyên sản xuất của các loại hàng che như là tăm che, chiếu che, chổi che và rất nhiều sản phẩm che khác nữa. Sắp tới thì công ty em mở rộng quy mô và sản xuất ra một loại sản phẩm hoàn toàn mới, đó chính là chăn che. Chăn che. Vâng, và hôm nay em có thể nói cho anh một sản phẩm rất là hữu ích từ hàng loạt công ty của em, đó chính là tăm xỉa răng che trần trụi. Che trần trụi. Vâng. Tăm xỉa răng che trần trụi được sản xuất từ nguyên liệu 100% từ nguyên liệu thiên nhiên với dây chuyền sản xuất thủ công hiện đại nhất và được nhãn hiệu chống chỉ nhiều nhãn hiệu nhằm đưa đến khách hàng những chiếc tăm che tốt nhất. Tăm xỉa răng che trần trụi, một người xỉa cái người thương. Anh muốn chọn không có gì khó nhỉ. Ngoài ra anh còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng của công ty che tăm che trần trụi. Chúng ấy không buồn chứ không ạ? Em ơi, hôm nay thì đang dùng cốt cảm giác anh không mang tiền tiền. Em có thể đưa cho anh khỏi phát mặt. Xong anh mang về nhà. Xong anh mang tiền đến xin cho em. Now